Thưa quý vị, nếu Hàn Quốc có chợ sâm nổi tiếng tại Seoul, thì mới đây, một chợ sâm Ngọc Linh, sản phẩm đã trở thành thương hiệu của tỉnh Quảng Nam, cũng vừa được tổ chức. Và điều ngạc nhiên là rất nhiều du khách đến chợ là những người nước ngoài. Phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu xuân có 25 gian hàng tham gia trưng bày sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chiết xuất từ sâm, các loại cây dược liệu quý như là sâm nam, giảo cổ lam. Riêng sâm Ngọc Linh, củ đã có 40kg được người dân mang đến trưng bày tại phiên chợ. Tính đến hết ngày 1 tháng 1 thì phiên chợ sâm Ngọc Linh bán ra hơn 10kg sâm củ. Hơn 50 du khách quốc tịch Mỹ, Australia đến tham quan, tìm hiểu công dụng của sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý tại phiên chợ.